cuộc sống hiện tại của hát hằng nay người đẹp được công nhận là á hậu ba mít uni 2018 sau 4 năm hát hằng nay đại diện việt nam tại mít uni được xác nhận là một trong bốn người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi đăng quang hoa hậu hoàng vũ việt nam 2017 hát hằng nay mang sứ mệnh đại diện việt nam đến với đấu trường nhan sắc danh giá mít uni 2018 thời điểm đó hình ảnh một cô gái người dân tộc ed tràn đầy năng lượng vui vẻ đã thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Hát hèn nai lọt vào top 5 chung cuộc, kêu Rina Gray đến từ Philippines đăng quang. Tuy nhiên, vị trí thực sự của đại diện Việt Nam trong top 5 không được công bố. Cho đến mới đây, hát hèn nai được bà Paula Suga ớt, chủ tịch Mid Universe công nhận chính là á hậu ba Mid Universe 2018. Đây cũng là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam ở đấu trường này trong nhiều năm qua. Hát Hèn Nai và câu chuyện truyền cảm hứng. Hát Hèn Nai là người Đê, cô sinh ra trong gia đình sáu anh chị em tại xước Mờ Đưng, xã Cư Xuê, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh A Khác với những người phụ nữ trong buôn làng, Hát Hèn Nai luôn muốn thoát khỏi những hủ tục để phát triển tương lai và hướng đến những giá trị mới. Chính vì thế, Hát Hèn Nai quyết định theo đuổi con đường học vấn, dự thi hoa hậu để lan tỏa thông điệp tốt đẹp về người con gái dân tộc thiểu số. Chiếc vương miệng Hoa hậu Hòa Phủ Việt Nam 2017 đã đưa cuộc đời hát hèn nai bước sang trang mới. Tại sân khấu Miss Universe 2018, hát hèn nai có phát ngôn gây bão suốt thời gian dài tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi, nhưng không, tôi chọn giáo dục. Đứng tại đây, tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được. Đến 4 năm sau, tại buổi họp báo quốc tế, bà Paula Suga chủ tịch của tổ chức Miss Universe bất ngờ nhắc lại câu nói của hát hàng ngày. Cụ thể, bà nói vài năm trước, có một thí sinh ở Việt Nam xuất thân từ làng quê nghèo. Theo truyền thống ở quê hương của cô ấy, các bé gái sẽ phải kết hôn ở độ tuổi 13-14, nhưng cô ấy đã từ chối để chọn học tập. Cô ấy đã tham gia những cuộc thi hoa hậu để học tập trau dồi và phát triển bản thân. Cuối cùng, cô đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 biến ước mơ thành sự thật. Sau cuộc thi, cô ấy dùng toàn bộ tiền thưởng để xây dựng thư viện cho quê hương mình. Tôi nghĩ cô ấy là Á hậu ba của Miss Universe 2018. Về việc được công nhận là Á hậu ba Miss Universe sau 4 năm cuộc thi diễn ra, hát hen nay thổ lộ, tôi rất xúc động khi đã 4 năm trôi qua. Cô vẫn nhớ về câu chuyện mà hen mang đến Miss Universe 2018. Đồng thời cô cũng đề cập về suy nghĩ vị trí của Hen trong hành trình ấy. Nhớ lại mà xúc động thật cuộc sống hiện tại của hát hèn nai. Trở về sau hành trình rực rỡ ở Hoa hậu Hoàng Vũ, hát hèn nai thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, chương trình với các vai trò khác nhau từ khách mời đến huấn luyện viên. Hát hèn nai cũng là khuôn mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn để đồng hành. Vào năm 2021, hát hèn nai thử sức với vai trò diễn viên trong phim điện ảnh nhưng không đạt được thành công như mong muốn. Hát hèn nai được khán giả ưu ái gọi là Hoa hậu Quốc dân vì gắn với nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, trên trang cá nhân, nàng hậu thoải mái chia sẻ những bức ảnh mặt mộc, ăn mặc giản dị trong các chuyến từ thiện. Hoa hậu người ED đã xây dựng cho bố mẹ một căn nhà tiền tỷ khang trang nhưng vẫn giữ lại căn nhà sàn quen thuộc của gia đình ở buôn làng. Trong những dịp về quê, hát hèn Nay diện trang phục dân tộc, ăn uống và làm vườn vô cùng giản dị. Về chuyện tình cảm, hát hèn Nay đã có bạn trai nhưng cả hai giữ kín thông tin và hình ảnh trước công chúng. Ảnh NVCC